Ôi, xin chào tất cả mọi người nha, lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì dạo gần đây thì do công việc Phước hơi bận nên là Phước ra ít video cho anh em xem ha. Và hôm nay thì Phước mới về thêm một số hàng nữa. Thì do là hàng về hơi gấp nên là có những con Phước chưa kịp sạc pin đầy lên để mà có thể mở nguồn lên cho anh em xem. Thì cũng như là cũ thôi, thì anh em cứ cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại là Zalo là 0912731033 và mình sẽ quay riêng một con clip con máy đó qua cho anh em xem để anh em xem tham khảo ha. Rồi á, thì địa chỉ cửa hàng của mình nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Anh em nào ở gần thì có thể ghé qua xem máy. Anh em ở xa cọc chú giúp Phước 50.000 hình thức chuyển khoản hoặc là cọc bằng card điện thoại đều được nha. Rồi thì hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày, lỗi đổi máy khác. Rồi mình sẽ vào trực tiếp máy cho anh em hôm nay luôn. Thì đầu tiên trên tay Phước là một con Sony Z. Thì con này thì ngoại hình cũng còn khá là ok, mất nắp đậy khay sim ha. Còn lại mọi chức năng vẫn khá là ok. Và con máy này thì nó bị đốm hai bên mang. Android là Android 5 chấm. Con này xài được Zalo, Facebook, tất cả mọi chức năng đều xài bình thường ha. Rồi con này để cho anh em chữa cháy giá 320k nha anh em. 320k sở hữu một bé Sony Xperia Z nha. Đây, ngoại hình cũng còn khá là cứng cáp và đẹp ha. Rồi 320k. Rồi tiếp theo trên tay mình là sẽ là một con Samsung G530. Con này vẫn xài được Zalo, Facebook bình thường nha anh em. Rồi, con này để cho anh em giá là 350k. À, xin là Samsung G530, 350k. Zalo, Facebook, Messenger đều ok hết nha. Con này thì bản RAM một bộ nhớ 8GB. À. Rồi, tiếp theo đây là Oppo Neo 9, nước kính nha anh em à. Nói chung con này máy xài full RAM 2 bộ nhớ 16GB, tất cả chức năng đều ok, cả màn hình cảm ứng bình thường không loạn liệt gì nha. Màn hình cũng còn khá là ok. Này mình có điều kiện mình về mình ép kính lại, còn không thì để về xài vẫn là ok nha. Rồi, con này để cho anh em giá 350k luôn nha. Rồi tiếp theo trên tay mình sẽ là một con HTC màu hồng nam tính nha. Màu hồng rất là đẹp luôn, ngoại hình gần như là like new ha. Thì con này nó bị một lỗi nhỏ là nó bật cam trước không được nha anh em. Cam trước nó không sử dụng được. À, nó hết pin rồi. Nói chung là con này là lỗi cam trước, còn lại mọi chức năng vẫn xài rất là bình thường. Nghe nhạc, xem phim, Zalo, Facebook, tất cả mọi chức năng đều ok vì nó là Android cũng như là Android 6 chấm ha, mọi chức năng đều ok. Rồi, con này để cho anh em là giá 380k. HTC M8 View. Rồi, tiếp theo trên tay Phước là một con Samsung Trung Quốc. Ha. Samsung Trung Quốc đây, để anh em để nó có sọc màn nha. Đây, nó sọc màn, còn lại mọi chức năng vẫn sẽ bình thường. Đây, mình để coi nó làm bản gì đây. Giới thiệu điện thoại. Đây, S10 Lite ha. Con này là máy Trung Quốc. Màn sọc một xíu, rồi để cho anh em chữa cháy là cực kỳ sướng luôn. Ngoài hình cũng còn khá là keng ha. Chức năng ok. SIM sống nghe gọi là ok luôn. Pin cũng còn khá là trâu bò, mình để nay mấy ngày thì vẫn chưa hết. Ừ. Rồi, để cho anh em giá 390k. S10 Lite Trung Quốc ha. Rồi, tiếp theo là G2 Dream, RAM 1.5 bộ nhớ 8GB xài cũng khá là mượt mà. Rồi, để cho anh em là giá 390k G2 Dream. Ngoại hình còn rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo là G5 216 thì con này cũng nứt kính nha anh em. Đây, nứt ngay góc đây. À. Rồi, còn lại với ngay đây nữa, còn lại chức năng vẫn xài bình thường. Bao anh em xài không bị loạn liệt, RAM 2 bộ nhớ 16GB, màn hình hơi phản quang một xíu đây ha. Còn là một chức năng ok. C5216 ha. Để bước test con này lại cho anh em coi. Rồi, con này là phím điều hướng với phím đây là liệt nha anh em. Nên là khi anh em xài thì mình thì như khi anh em cần á, Phước sẽ có thể tải cho anh em cái phím điều hướng ảo ở trên đây ha. Đây là C5216 thì con này để cho anh em giá là 350k. Nước kính với liệt phím về phím đa nhiệm. Còn phím hơn vẫn xài bình thường ha. Đây, nó bị liệt ở đây rồi ha.
Rồi, con này để cho anh em là giá 350k. Thì khi nào anh em nào cần thì Phước sẽ tải cái phím đa nhiệm về cho anh em sẵn luôn. Chỉ về là xài thôi, anh em yên tâm ha. 350k. Rồi, tiếp theo là con Nokia 2.2. Con này bản khá đặc biệt ha anh em ha. Nokia 2.2 Android, như Android 9 chấm gì đó. Mà hình còn rất là ok. Nhỏ gọn luôn. Rồi, nước kính ra đây ha. Kính một đường dài đây nữa. Rồi, Zalo, xem phim, Facebook, tất cả mọi chức năng đều ok hết nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB Nokia 2.2. Rồi, con này để cho anh em giá 390k luôn nha. Nước kính 390k Nokia 2.2. Ngoại hình, màn hình đẹp. Tiếp theo là trên đây Phước là còn một chiếc HTC, ngoại hình khá là keng ha. Rất là đẹp. HTC ha. Rồi, có giao phần thông tin máy cho anh em xem. Rồi, đây là thông tin đây. Thông tin nhận dạng điện thoại đây. Đây là HTC One A9s ha. One A9s. Rồi, bước sang xem với phần thông tin phần mềm. Android 6.0. Rồi, bộ nhớ của máy đây. Bộ nhớ lưu trữ. Rồi, bộ này bản RAM 2 bộ nhớ 16GB. HTC A9s ha, One A9s. Rồi, con này để cho anh em giá 450k. HTC A9s, One A9s 450k. Rồi, tiếp theo trên tay mình là có một chiếc Huawei. Máy còn rất là đẹp luôn nè. Máy đẹp. Rồi, con này là Huawei CU NU-V9 à, con này RAM 1 nhớ 8GB. Chức năng của xe bình thường. Này là nước cường lực không nước kính nha anh em. Nước cường lực không nước kính, ngoài hình đẹp à, đẹp gần như là keng luôn à. Này, nút nguồn nó hơi này, con này không có nút nguồn, này là nút chụp hình à, còn nút nguồn bên đây vẫn xe bình thường. Rồi, con này để cho anh em là giá 420k. 420k nha. Tiếp theo con này là con WeQ, WeMobile, gọi là Q Mobile anh em. Cái con này thì cái vỏ của nó bị rơ bể rồi, Phước chế cái vỏ khác vô chứ không phải nó là hãng Asus nha. Đây, anh em có phần thông tin máy nè. Con này pin trâu lắm anh em. Xài rất là sướng luôn. Nhỏ gọn, cầm rất là nhẹ tay. Đây, có vô phần thông tin máy. Đây là WeMobile Cloud Android 5 chấm ha. Đây, 5 chấm. Máy còn rất là đẹp luôn. Rồi, con này để cho anh em giá 450k. Tiếp theo, đây là trên tay Phước là một con Note 3. Con này là con Mi Note 3, RAM 3 nhớ 32GB luôn ha. Rồi, con này bị nứt một đường kính như hình ha. Còn lại mọi chức năng ok, chơi game, xem phim, YouTube, con này rất là mượt mà nha. Rồi, con này cũng để cho anh em giá 450k luôn. Mi Note 3. Rồi, con này là Zenfone 3 Pro. Con này cũng để cho anh em giá 450k luôn. Về ép kính này xài là cực kỳ ngon luôn ha. 450k. Và đây là một con Neo 9, con này bán máy bản full nha anh em, bản full không lỗi lầm gì. Neo 9 bản full, bị nứt mấy cái viên này thôi ha, còn là mọi chỉnh nó vẫn ok. Rồi, con này để cho anh em giá 450k luôn nha. 450k Oppo Neo 9. Rồi, tiếp theo là con Asus Max 3 mát. Này nút nguồn hơi khó bấm một xíu anh em. Chưa bóc keo luôn nè. Màn hình này nó có đường sọc nha anh em. Nó hết pin rồi. Nó có một sọc một đường ở đây nè. Anh em nào quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với Phước ha. Phước sẽ quay con máy này cho anh em cho coi kỹ hơn ha.
450 luôn nha. Tiếp theo là cái Note 3, xin lỗi anh em, là cái Note 4. Note 4 này á, thì chức năng ok, là nó chỉ bị lỗi chỗ là nó bị liệt phím về, điểm đa nhiệm phím tăng vẫn bình thường. Đây, phím này vẫn sẽ bình thường nha anh em. À, bấm bình thường ha, nó chỉ bị liệt phím về thôi, đây nè, phím về nó xài không được ha, còn lại nó vẫn xài bình thường, thì nó vẫn như con kia thôi. Phước sẽ tải phím đa nhiệm cho anh em xài nếu anh em muốn ha. Rồi con này để cho anh em giá 450k luôn nha, Samsung Note 4 liệt phím về, mọi chức năng ok, màn cực kỳ đẹp luôn nha, 450k. Rồi tiếp theo là cái Nokia 3.1, thì con này để cho anh em giá 650k, máy đẹp keng luôn. Con này RAM 2 bộ nhớ 16GB ha, Nokia 3.1, pin khá là trâu bò, mọi chức năng ok, 650k. Rồi trên tay Phước là cái Sony L1, con này cũng 650k luôn nha anh em, RAM 2 bộ nhớ 16GB, màn hình đẹp, mọi chức năng ok, 650k. Rồi đây là Sony L2, cũng 650k luôn nha anh em. Con này cũng hết pin rồi, anh em thông cảm nha. 650k Sony L2 cũng bản RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn. Rồi tiếp đây là con Samsung J7216, con này cũng 650k. Máy đẹp keng luôn, mọi chức năng ok. J7216 650k. Đây là VMAX Star, con này nứt kính, con anh em về ép kính là xài cực kỳ ngon luôn. Màn hình đồ tất cả đều full hết, không lỗi lầm gì ha, ngoại hình rất là đẹp, ép kính là xài cực kỳ ngon. Rồi để anh em con này 650k, VMAX Star 4. Rồi tiếp theo đây là con VMAX Joy 1 nha anh em, Joy 1 chúng ta cho một lút nha, VMAX Joy 1. Rồi cái này để cho anh em là 650k, VMAX Joy 1, RAM 2 bộ nhớ 16GB, 750k. Tiếp theo là Samsung Note 4, con này máy full, mọi chức năng ok, con này để cho anh em 750k luôn, máy đẹp keng luôn anh em, gần như là đẹp keng luôn nè, màn hình cũng rất là đẹp luôn, 750k, RAM 3 nhớ 32GB, Zalo, Facebook tất cả đều bình thường hết nha, 750. Tiếp theo là con Note 5, 850k, màn ám, em để nha, màn ám, còn là mọi chức năng ok, đó, màn ám thôi. Với lại cái bút nó hơi khó lấy ra nha anh em, phải hơi cực khi lấy bút ra nha, nói chung nó vẫn bút zin theo máy luôn nha anh em, xài vẫn bình thường nha. Rồi con này để cho anh em 850k, Note 5. Tiếp theo là G7 Rim màn phản quang nè, để cho anh em cũng 850 luôn, và anh em chữa cháy chơi game là cực kỳ sướng, màn phản quang, RAM bao nhớ 32GB, Android 6 chấm hay gì á. Rồi G7 Rim 850k. Rồi tiếp theo là con Nexus 6B của hãng Huawei, RAM 3 nhớ 64. Máy đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá 850k. Nexus 6B 850k. Tiếp theo là G7 Rim màn đẹp máy full ha. Con này màn đẹp máy full nè. Con này để cho anh em giá 950. G7 Rim 950k. Rồi tiếp theo trên tay mình là con Nokia 6.1 lút. Nokia 6.1 lút. Con này bản RAM 4 với 64GB, 6.1 lút. Rồi con này bán anh em 1.050.000. 1.050.000 nha anh em. 1.050.000 Nokia 6.1 lút. Rồi tiếp theo là Vivo Y11, máy pin cực kỳ trâu, pin 5.000, bị xước lông mèo ngay góc này thôi nè anh em, ngay ngón tay mình nè, còn lại chức năng ok. Này là pin 5.000, bản RAM 3 nhớ 32GB ha. Rồi con này để cho anh em 1.200.000. Vivo Y11 1.200.000. Rồi đây là con
Samsung A7 2018 ha. Thì con này á thì là cái mọi chức năng ok, mọi chức năng ok nha. Chỉ có điều là cái nắp lưng này nè, Phước mới dán lại cái nắp lưng khác nha, tại vì cái nắp lưng cũ nó bị vỡ rồi, mình mới mua cái nắp lưng khác, mình làm vỡ rồi nên mua cái nắp lưng khác gắn vào, nên là do dán nó không có đẹp nên là nó mất hơi mất thẩm mỹ một xíu ha. Vẫn xài bình thường. Con này để cho anh em 1.250.000, Samsung A7. Con này là A7 2018 hay sao? Cho mình xem. Đúng rồi, A7 2018. Cho mình xem bộ nhớ. Rồi con này bộ nhớ là RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh em. A7 này là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Máy rất là đẹp luôn. Để trên là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 250, xin lỗi đây, 1 triệu 250 nha. Rồi cuối cùng về phần điện thoại, còn một cây cuối cùng là Mi 8 Lite. Con này máy cực kỳ đẹp luôn. Bộ chức năng ok. Rồi con này để cho anh em giá là 1 triệu 4, 50 ngàn. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Mi 8 Lite. Tiếp theo về phần máy tính bảng thì đầu tiên sẽ review cho anh em, đầu tiên là con Tab A216, Zalo, Facebook, Messenger đều ok. Con này màn vỡ nha. Rồi con này bán chữa cháy cho anh em xem phim YouTube, xài Zalo. Nó bị hết pin rồi. Rồi con này để cho anh em giá 350k. Tab A216 về ép kính là xài cực kỳ ngon luôn. Zalo, Facebook, Messenger đều ok nha. Con đó là 350. Tiếp theo trên tay mình là con Samsung Tab 4, con này không xài được Zalo, xài YouTube màu xanh lá cây ha. Hình như có rồi, mỗi chức năng đều ok. Rồi con này để cho anh em giá 390k, Samsung Tab 4. Máy đẹp ha, 390k. Rồi tiếp theo đây là con iPad mini 1 ha. Con này mới Phước mới bóc keo ra, nó hơi còn dính keo lại, nó hơi xấu một xíu nha. iPad mini 1 thì con này bán cho anh em giá chỉ có 480.000 thôi, lý do là nó bị sọc màn nè, thứ hai nữa là cam trước của nó bị lỗi, nó không nhìn được, nó không thấy được, cam trước lỗi, cam sau xài bình thường. Xin lỗi em, cam trước xài bình thường nhưng là cam sau nó lỗi. Để Phước coi. Vậy là Phúc nó lộn rồi. Nói chung để Phúc coi lại con này coi. Đúng rồi anh em, là cam trước xài bình thường, cam sau lỗi nha. Cam trước xài bình thường nè, cam sau sẽ bị lỗi, nó sẽ bị đơ. Rồi con này để cho anh em giá 480k, sọc màn với cam sau lỗi nha. iPad mini 1 vẫn xài được Zalo, Facebook, Messenger, YouTube ok ha. Rồi tiếp theo là con Tab A giống hồi nãy, mà con này không bể kính, con này là ok hết mọi chức năng nè. Con này Tab A 216, con này đó. Màn nó hơi phản quang xíu ngay góc ngón tay mình ha. Mọi chức năng đều ok, xem phim Facebook, Zalo, tất cả mọi thứ đều được hết nha. Kính cam nó bị vỡ xíu nha anh em. Tab A 216, con này để cho anh em 650k. Tiếp theo là iPad mini 1, con này là máy full, ngoại hình 98% ha. Rồi con này thì có hai lao, xài được sim. Có hai lao xài được sim luôn nha anh em. Hai lao hiện, xài được sim, nói chung mọi chức năng thì cũng đều ok. Hai lao hiện. Thì bao cho anh em hai lao xài không bị xóa, không bị đăng xuất ha, không bị khóa. Còn lại mọi chức năng xài ok thì con này xài được sim nè. Bản 16GB có 2 cloud ha, còn lại máy đẹp full. Rồi để cho anh em giá 850k. Cuối cùng đây là con Samsung Tab E, máy cực kỳ đẹp luôn. Con này đã chạy lên Android 6 chấm, anh em sẽ được Zalo, Facebook, Messenger tất cả đều ok hết ha. Rồi, đây là Tab E bản 10 inch. Rồi con này bán cho anh em giá là 950, với lại là con này là cái mấy cái khay này nó bị rớt ra rồi nên mình dùng băng keo dán dính lại cho nó đẹp ha. Còn anh em về thích thì cứ gỡ ra thôi ha. Rồi thì video đồ của cửa hàng hôm nay chỉ có nhiêu đó máy thôi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với shop qua số điện thoại là 0912731033. Anh em cứ cần con máy nào thì cứ alo cho shop ha. Shop sẽ quay riêng một con máy đó ra cho anh em xem để có thể tham khảo. Hoặc là anh em có thể điện thoại vào mình để được sự tư vấn nha.
và địa chỉ cửa hàng Công Phước là số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Và xin rất hân hạnh và cũng như chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Phước trong suốt thời gian qua cũng như là video này. Xin chào và hẹn gặp lại.